Con trai, con gầy rồi đó, con ăn nhiều vô cho nó mập lên nha. Dạ, mẹ cũng ăn đi ạ. Con mập rồi còn đòi ăn gì nữa? Mẹ chỉ biết thiên vị con trai thôi. Con không ăn là được chứ gì? Trời, mẹ ăn thì mẹ ăn đi, mẹ nói nó làm gì? Nhìn con kìa, cứ chiều nó đi, rồi nó hư đó cho biết. Thôi, để mẹ đi xem nó coi nó như thế nào. Từ sáng đến tối, hết chuyện này đến chuyện kia. Tôm hùm với đầu cá mà chị gọi được ạ. Nhớ cho em 5 sao nhé. Cảm ơn ạ. Mẹ, em đang nãy mày diễn tốt lắm. Ừ, cũng may là cái số đồ ăn thừa nãy không bị lãng phí. Thôi, bây giờ chúng ta đi ăn món mới nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.